Nhạc của đội Đằng Bến đâu? Ông Quang mang đàn ra đây để lấy tiếng. Mang ra đây để lấy tiếng. Để tí anh quay cho em rồi, anh cứ quay của anh cho này, đúng như này quay. Không chốc của anh em trông cho. Chứ không cần đi xung quanh, cứ quay chính diện này được thôi. Anh chính mua vậy thì thích nhiều. Bao tiền đấy anh? Nhạc đâu? Thế là mọi người có thể phá cái này đi không? Ừ, okay.